Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Nghi Xuân thực hiện. Thưa quý vị, anh Nguyễn Trường An sinh ra và lớn lên tại vùng quê ven biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. Sau nhiều năm bươn trải kiếm sống tại thủ đô Hà Nội, anh An đã quyết định về lập nghiệp tại quê hương Bình bằng nghề trồng hoa cây cảnh. Với niềm say mê và bàn tay khéo léo, mô hình của anh An bước đầu đã cho thu nhập khá. Trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 anh Nguyễn Trường An đã có doanh thu gần 500 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, còn thu về lãi dòng trên 200 triệu đồng từ việc bán 4.000 cây hoa ly, hàng trăm gốc hồng, lay ơn, hoa giấy và các loại cây cảnh khác. Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, vào thời điểm gần Tết, anh An cùng với gia đình tập trung chăm sóc, đảm bảo quy trình kỹ thuật để hoa nở đúng dịp, bán được giá cao. Dạ, em đi thường xuyên đến nhà vườn của anh Án thì cũng đã từng mua rất nhiều loài hoa và cùng giới thiệu cho rất nhiều khách hàng để tìm hiểu và mua các loài hoa về chơi Tết, chơi những ngày thương thì trong nhiều lần đến mua hoa thì giá cả của anh Án thì rất hợp lý và cũng có nhiều cái cảnh để mình lựa chọn Vào thời điểm năm 2019 mặc dù đang có thu nhập hơn 20 triệu đồng một tháng từ nghề nhân viên marketing ở Hà Nội nhưng anh Nguyễn Trường An vẫn quyết tâm về quê để lập nghiệp. Với tiềm năng đất đai sẵn có cộng với tinh thần lập thân lập nghiệp, sự nhanh nhạy với thị trường, anh đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp trồng hoa cây cảnh trên mảnh đất của gia đình với diện tích trên 2.000 mét vuông. Em cũng bốn ba khắp miền Nam Bắc rồi, thì trong suy nghĩ em thì em phải về quê lập nghiệp, thì thì trong thời gian mà covid đấy thì em về đây nhìn thấy cảnh đồng về lại đất đai ở đây là cỏ mọc um tùm thì em nhìn thấy một cái tiềm năng phát triển ở mình về cái 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 dịch vụ cây hoa cây cảnh và em nhận thấy cái thị trường nó còn rất là nhiều tiềm năng thì thì cộng với cái 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 tiềm năng về 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 đất đai về nhân công ở đây rẻ thì em quyết định về đây em làm thì bây giờ là đầu tiên là em chỉ đầu tiên là em đầu tư vào một số loại cây hoa như hoa hồng này, hoa giấy này, rồi nhiều loại hoa khác nữa. thì bây giờ em đang tiến hành là em làm cả hoa kết hợp với các loại rau củ quả. thì hiện nay em đang làm thêm cả cái dưa lê để dưa chuột này, để dưa đỏ này để kết hợp với hoa để cho trích uh, làm địa điểm trích in cho 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 mọi người. trên mảnh vườn của gia đình anh An đã đầu tư hàng trăm triệu đồng tiến hành cải tạo đất, mua cây giống về trồng. Trong thời gian đầu, khi anh An mới khởi nghiệp, hàng chục đoàn viên thanh niên của xã Xuân Yên đã đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ anh trong quá trình cải tạo vườn, ươm cây giống, chăm sóc hoa. Hiện nay trong vườn của anh có nhiều loại hoa cây cảnh khác nhau. Mô hình của anh An không những cho do doanh thu khá mà còn giải quyết việc làm cho bốn lao động thời vụ đoàn đã tổ chức cái lực lượng đoàn viên thanh niên để hỗ trợ đồng chí án liên quan đến các cái phần việc như là tạo bầu để trồng các loài cây hoa cây cảnh rồi cắt tỉa cây hoa cây cảnh rồi làm đường đi tại nồi vườn gạch lát gạch bờ lốc tại nội vườn của vườn vườn màu vừa qua thì đoàn xã cũng đã có cái hướng dẫn và giúp đỡ đoàn viên nguyễn trường án tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách của nghi xuân là được vay với 90 triệu đồng. Với mong muốn góp phần chung tay xây dựng quê hương Xuân Viên ngày càng giàu đẹp, hưởng ứng tuần văn hóa Nguyễn Du và khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 được tổ chức tại Nghi Xuân. Anh Nguyễn Trường An đã thuê lại đất ruộng bỏ hoang của hàng xóm rồi đầu tư hàng chục triệu đồng trồng vườn hoa rộng hàng ngàn mét vuông với nhiều loại hoa đa dạng phong phú phục vụ người dân địa phương và khách du lịch nhất là các bạn trẻ, về chụp ảnh check-in miễn phí tại vườn hoa của mình. Khi đến chụp ảnh tại vườn hoa của nhà vườn Anh Trương Án An thì tôi cảm thấy là rất là thoải mái, thấy rất bất ngờ trước cái vẻ đẹp của vườn hoa. Thì cũng đã từ lâu lắm rồi là trên mảnh đất Xuân Yên là cũng không có một cái địa chỉ nào để chụp ảnh mà thật sự đẹp cho các bạn trẻ như thế này thì chúng tôi thì cũng thường xuyên đến đấy rủ các bạn bè đến để cùng chụp ảnh và tôi cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới thì nhà vườn Trường An sẽ triển khai và làm thêm nhiều cái điểm trông hoa đẹp như thế này để cho các bạn trẻ được đến chụp ảnh thường xuyên hơn. Mô hình vườn hoa cây cảnh của anh Nguyễn Trường An mang lại hiệu quả cao. Sắp tới anh An dự định sẽ đấu thầu mở rộng quy mô thêm hơn 3.000 m2 đất đầu tư làm nhà màng, trồng các loại hoa phục vụ nhu cầu cho bà con trong vùng và ươm các loại cây giống có giá trị cao, cung cấp ra thị trường để nâng cao thu nhập. Để cái dự án này mà được phát triển và thuận lợi thì em muốn các cấp chính quyền thì có thể là hỗ trợ em ở cái phần đấu thầu và mở rộng thêm diện tích đất. Ngoài ra phần thứ hai nữa là em cũng muốn là 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 tiếp cận được những cái nguồn vốn ưu đãi để phát triển. Tin rằng từ sự thành công của anh Nguyễn Trường An sẽ có thêm nhiều bạn trẻ ở xã Xuân Yên nói riêng và huyện Nghi Xuân nói chung cũng dám nghĩ, dám làm với khát vọng của tuổi trẻ làm giàu trên chính quê hương của mình.